Hello, xin chào tất cả anh em, chào mừng anh em đến với channel YouTube của mình Hải nhá. Rồi hôm nay mình sẽ tiếp tục trở lại với săn hũ tiếp anh em nhá. Và mức vốn hôm nay mình mang vào là 2 mét anh em ạ. Rồi thì bây giờ mình sẽ tiếp tục săn hũ cho anh em xem và tham khảo nhá. Ok anh em ạ, thì hiện tại bây giờ mình đang có mức vốn là hơn 2 mét và săn ở mức là 180 anh em này. Đấy, và 5 lượt săn đầu tiên rồi. Đấy, mình chưa thành công được cái gì anh luôn anh em ạ. Đấy, và tiếp tục anh em này, 180 này. Rồi 180 về 120 anh em ạ. Đấy rồi anh em này, bù lại cho mình 800. Đó, để quay lại với vạch xuất phát anh em nhá. Quá đơn giản đúng không? Tiếp tục lượt tiếp theo anh em này. Đấy rồi. Ok, lượt tiếp theo này. Lượt nữa anh em này. Đó, như vậy là ok anh em nhá. Đấy, mình đã thành công được 480. Đó, quá ngon lành rồi đúng không ạ? Đây này anh em này. Rồi về 200 anh em nhá. Trời ơi, 4 lượt rồi không thấy gì luôn anh em này. Lượt thứ 5 này. Trời ơi, lượt thứ 5 bao nhiêu đây? 120 anh em ạ. Căng quá anh em nhá. 180 về 120. Có bù lại cho mình không? Lại tiếp tục về 100 nữa anh em này. Rồi. Đây rồi anh em ạ, may quá, bù lại về 800 tiếp anh em nhá. Đó, cứ bù đi bù lại như vậy là quá ok anh em nhá. Cho nên là mình sẽ vẫn giữ được ở mức là vốn ban đầu và vẫn săn bình thường anh em ạ. Đây, ok, mé 8 này. Hay quá anh em ạ, 2 mét 1 luôn. Trời ơi, hay thật sự luôn này. Tiếp tục mình sẽ giảm xuống 480 anh em nhá. Đấy, cứ gấp được một lượt về hũ cái là mình sẽ giảm xuống anh em ạ. Đó, như vậy mới ok được anh em nhá. Và duy trì được anh em ạ. Đấy, cái mức mình đã thành công được. Ok chưa ạ? Rồi này. Xuống 180. Ok, tiếp tục này. Đấy rồi, siêu phẩm anh em ạ, 560. Hay quá. Đây nữa anh em này. Tiếp tục lượt nữa anh em ạ. Đó, thành công bao nhiêu đây anh em? 780 anh em ạ, quá tuyệt vời. Đó, vậy là mình thành công liên tục. Bây giờ là mình đã có lên được 32 rồi. Thêm được một lượt 4 miễn phí đây anh em này. 4 lượt miễn phí nữa. Ok chưa? 1 này, 2 này, rồi 3 này. Đây anh em à, siêu phẩm rồi. Lượt thứ 3 mình là về 4 mét rưỡi anh em nhá. Đó, và thành công lên được gần 8 mét luôn anh em ạ. À, quá ngon rồi. Đó, hôm nay mình ăn non như vậy là quá đỉnh rồi anh em nhá. Đấy, tưởng đâu là khó khăn nhưng mà cuối cùng thì mình đã về được một hũ thành công anh em ạ. Đấy, quan trọng em nhá, chỉ cần 10 giây hay là 5 giây thôi, chỉ cần về được một hũ như vậy thôi anh em ạ. 1 đến 2 hũ như vậy thôi là ấm rồi anh em ạ. Ok chưa ạ? Đây anh em về 100 tiếp, hay quá. Tiếp tục này. Trời ơi, tiếp tục anh em ạ. Bao nhiêu? Ui, sợi 420. Siêu phẩm, ok nhá. Đây, mình sẽ tiếp tục anh em ạ, săn tiếp xem hôm nay thành công được như thế nào vậy. Đấy rồi. Đó, về được 150 anh em này. Đấy, cứ bình thường như vậy là quá ngon anh em ạ. Tiếp tục săn nữa này. À, khó thật sự anh em ạ. 18 m mà bây giờ xuống hao dần dần rồi. Xuống còn có 6 mét rưỡi thôi anh em ạ. À đấy rồi, hay quá anh em à, về 480. Đó thì mình vẫn vẫn duy mức ở cứ 6 mét đổ lên anh em nhá. Đấy, khả năng cao thì hôm nay ui sởi đây này anh em này, 800. Đấy, mình sẽ duy trì được lên khoảng tầm 10 mét thì tuyệt vời anh em ạ. Đấy, chỉ cần về một hũ duy nhất thôi. Cũng phải chờ thôi anh em ạ, đúng không ạ? Cho nên là mình đang săn ở mức khá cao anh em nhá, mức ở 180. Chưa hề giảm xuống 90 hay là 45 luôn anh em ạ. Đây anh em này. Trời ơi, cũng bao nhiêu anh em ạ? Như vậy mà về có 320 thôi. Tiếp tục anh em ạ, để mức 450 này. Hay quá, về 1 mét rồi. Tiếp tục anh em này, 450 tiếp. Đây rồi, hay quá. Hay chưa anh em? Đó anh em nhá, về 8 mét rồi. Chắc chắn anh em ạ, nếu như mà về được một hũ thì tuyệt vời luôn. Thôi anh em ạ, hôm nay coi như mình sẽ tạm dừng ở đây anh em nhá. Đấy thì mức vốn mang vào 2 mét thì hôm nay mình đã săn thành công lên được 8 mét anh em nhá.
đó, ăn non trong vòng 5 phút thôi anh em ạ. Mà đặc biệt anh em nhá, chỉ về được một hũ duy nhất thôi, nhưng mà mình đã thành công được lên 8 mét anh em ạ. Ok chưa? Rồi thì bây giờ mình sẽ kết thúc video này anh em nhá. Ok, chào anh em.